Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Em tiếp tục có video mới anh chị ơi, và sẽ giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm túi đẹp đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để bên dưới tiêu đề video. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3 và em có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm anh chị mua trong hôm nay anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình tiếp tục ủng hộ shop em. Đầu tiên thì em sẽ có một cái bao tay này, bao tay da của nữ nha anh chị. Cái này là bằng da luôn á, cái sớ da nó đây. Cái này là hàng có qua sử dụng rồi nha, chứ không có mới ken đâu nha anh chị, nhưng mà nó là hàng xịn á, hàng bằng da thật và của thương hiệu của Đức á anh chị. Đâu rồi? Cái này thì mới về và có một cái thôi nha. Đây, hàng này được made in West Germany anh chị nha. Bên trong là người ta lót vải, bên ngoài là da thật có sử dụng rồi. Có này có kia ha, nhưng mà nó không có cái điểm nào mà mình trừ điểm thiệt là nhiều hết. Tuy nhiên cái này thì cái size nó hơi nhỏ. Chị nào mà cái tay mình hơi ốm ốm nhỏ nhỏ thì mình đeo mới vừa nha. Tay em thì nó cũng không phải là tròn quá đâu, nhưng mà em đeo nó cũng bị chật á. Tại chỗ này nè, người ta lót vải bên trong không. Chị nào tay mình ốm hoặc là tay mình xương xương chút xíu thì mình thích thì mình hãy lấy cái bao tay này nha. Cái này là hàng hiệu của Đức. Lưu ý là tay ốm ốm nhỏ nhỏ nha anh chị, tay bự bự là không vừa đâu nha. Cái này nó hơi nhỏ chứ không có bự đâu. Cái này anh chị chốt dùm em mã số là B60, em bán cho mình với giá là 250 nha anh chị. Mã B60 giá 250. Mấy này thì lâu lâu nó có về chung cái túi đó, và em thường có ít lắm, lâu lâu mới có mấy cái lạ lạ này thôi. Rồi tiếp tục thì em sẽ có một cái túi này bằng vải nè. Túi này sale cho anh chị luôn, bằng vải màu đen nha anh chị ơi. Cái này bằng vải ha, rất là xinh luôn. Có cái đồ gài qua bên đây, bên trong là lót vải luôn anh chị. Cái này hôm trước em có combo hai cái kia thì nó có cái quai bằng gỗ đó mà hết rồi. Bây giờ mình còn cái nhỏ này, xách như vậy cũng thấy cưng lắm anh chị nha. Kích thước của cái này á, thì nó sẽ được có là bề ngang là được 32, cao lên là được 18. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 200.000. Hôm nay vừa hàng sale rẻ mà vừa có miễn phí ship nữa đó anh chị. Và em có nhiều video ha, sáng giờ 2-3 video gì rồi đó. Và hàng mới về nhiều lắm. B57 giá là 200.000 cho cái túi này. Đây, cái túi này nè, hôm trước là em hay giới thiệu với anh chị là nó có cái quai của nó có hơi hơi bị bẹt ra đó anh chị. Khi mà mình về ở nhà mình có cái đồ để mình treo á, thì hoặc là mình quấn cái miếng vải hay là cái khăn gì đó, thì từ từ nó sẽ hết cái độ mà nó bị cong như vậy nè anh chị nha. Đó, nó sẽ cong như vậy. Nhưng mà mình treo lên hoặc là mình quấn là nó ok hết. Còn lại tổng thể cái túi này nó rất là đẹp luôn. Hàng siêu phẩm anh chị nha. Nó là vừa da độc lạ, nó là da đà điểu ha, da khụ luôn và rất là mới. Form dáng cũng siêu đẹp. Mấy cái dáng nhỏ nhỏ như vậy chứ là giá nó cao lắm anh chị. Đặc biệt nữa là cái này là hàng của Pháp nha. Cái này nó có cái ghi chữ Paris bên trong, lót là lót da thật luôn. Hàng xịn dữ lắm. Size ngang là 20 nè, cao lên là được 16, độ dày của nó là 10 cm, rất là đẹp. Cái này cầm siêu sang luôn đó anh chị nha, siêu phẩm á. Rồi mở ra nó như vậy đây. Cái này mình mua tặng được luôn anh chị. Bên trong có cái tem ghi chữ là Paris ha, lót là lót da thật, rất là đẹp luôn. Túi này thì em về của đợt trước anh chị, em đang bán với giá là 2650. Và hôm nay em sẽ khuyến mãi giảm nhanh cho mình 380.000 ha, giảm trực tiếp trên cái túi luôn 380.000. Tức nghĩa là nó còn bao nhiêu đây? Hồi nãy em có tính, em có up cho anh chị xem nè. Tức là duy nhất hôm nay em có cái chương trình giảm giá vậy thôi anh chị nha, chứ mấy này là hàng siêu phẩm. Đây, giá của nó là 2650, em giảm 380.000, còn lại 2.270.000. Và giá này áp dụng cho ngày 8 tháng 3 anh chị ha. Rồi anh chị chốt giùm em mã là B56, giá là 2270 là giá hôm nay nha anh chị. Đẹp dữ lắm luôn đó, rất là đẹp. Xin anh chị ha, 2270 cho cái túi này. Túi này xinh dữ lắm. Cái form này thì không có phải là dễ gặp đâu anh chị, rất là đẹp luôn. Để nó qua đây đi. Đó. Rồi tiếp tục nè. Cái này, cái bao tử này là bằng da tổng hợp nha anh chị, chứ không phải bằng da thật nha. Chờ để em chỉnh nó tí xíu.
Cái này là bằng da tổng hợp chứ không phải là da thật, nhưng mà nó rất là xinh. Cái này các anh các chị đều xài được hết luôn. Mình có thể phối để mình đi du lịch này kia cũng được, hoặc là mình có thể đeo để mình đeo mấy cái tô vít hay là mấy cái này kia cho mình làm mọc hay là sửa chữa đồ đó anh chị. Thì mình đeo mấy cái đồ nghề vô đây ha, để đinh tán đồ vô trong đây rất là ok nha. Cái này nam xài cũng được luôn, dây mình tăng đưa được, nhưng mà nó không phải là da thật, nó là da tổng hợp thôi. Sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 300, mã là B55. B55 giá 300 ngàn cho cái bao tử này. Em đang bán là như 4-500 gì đó anh chị. Rồi tiếp tục nè, có mấy cái siêu phẩm mới về nữa. Cái nào sale thì em sẽ sale được thì em sale luôn, còn một số cái siêu phẩm nữa, hàng nhiều. Rồi đây, túi này bằng da màu trắng phối với màu đen, hàng có hiệu nha. Mẫu này thì không có mới can, màu trắng nè phối với lại màu đen. Cái khoen thì nó còn mới, nhưng mà cái dây á, thì nó có độ sờn trên cái màu đen này anh chị nha. Và phần vải, phần da màu trắng thì nó cũng có độ dính dơ một chút ha, nhưng mà mình xài thì bình thường, nó không có cũ xì thấy ghê đâu. Khoen khóa dập hiệu hết luôn, bên trong là hàng có hiệu luôn, hàng chứng nhận da thật và có hiệu nha. Cái này em bán cho mình với giá là 350, 350 chốt giùm em mã số là B54, giá là 350. B54 giá 350 cho cái túi này. Nếu kịp thì em còn video nữa cho hôm nay đó anh chị. Hôm nay em có nhiều hàng tặng lắm, hàng bán tặng lắm. Hàng mới về cũng có, hàng bán tặng cũng có. Đây là da bò dập vân cá sấu bóng kính nha. Cái này dập vân nha anh chị chứ không phải da cá sấu nha. Da dập vân, form hộp xách tay ha. Size ngang á là được 23, cao lên là được 17, rất là đẹp luôn. Form hộp như vậy nha. Chỗ này là nó để gần một cái túi khác á, và nó bị cái túi kia nó cấn vô đó, nó mình cạo cạo lên hết. Cái này cái túi kia là dạng như cái túi da tổng hợp á, rồi nó bị hư da rồi nó dính vô thôi. Còn cái góc này là sờn, góc này là sờn nha anh chị, và đây là da dập vân cá sấu ha. Rồi, dập vân cá sấu chứ không phải là da cá sấu nha. Có nút hết đây, bên trong lót vải luôn. Cái này rất là đẹp. Xách tay như vậy giùm em nha. Chốt giùm em cái này mã số của nó sẽ là B53, giá là 450. B53 giá 450 cho cái túi này. Cái nào cũng màu đen hết, nhìn thấy nó hơi mờ mờ ha. Rồi, với lại là em có chiếu đèn á nên mình thấy nó sáng sáng. Chứ thật ra là nó mới đẹp lắm. Rồi, túi du lịch này sale luôn cho anh chị nè. Cái này đang bán 4-500 vậy á. Túi du lịch to nha anh chị, nhưng mà nó bằng da tổng hợp bự lắm. Cái này đựng cỡ 8 bộ đồ ok luôn, và nó nhẹ lắm. Size là 46 nè, nhân với lại 26 nhân với lại 24 cm, da tổng hợp nha anh chị. Và nó còn còn gì, còn dây bên trong là lót luôn, lót da tổng hợp luôn, còn dây đeo nha anh chị nha. Sale cho anh chị với giá là 380, đang bán 4-500 gì anh chị. Mã B52 giá là 380 ngàn. Cái này là xài đi vu, đi du lịch đồ này kia là xách nó rất là vừa, không to quá không nhỏ quá anh chị. Sao du lịch có dây đeo nha anh chị, bằng da tổng hợp. Rồi, một cái này là bằng da trăng. Da trăng màu đen có nhũ, có ánh nhũ nha, nhũ đồng. Lạ ha, da trăng mà có nhũ như vậy cũng hơi hiếm anh chị. Cái khoen thì là màu vàng nè. Cái này mình xách như vậy nó nguyên chùm như vậy, chứ không phải là nó chập đôi gì hết nha, nó nguyên chùm vậy đó. Rồi, có khóa kéo miệng đây. Ở bên trong là người ta sẽ lót da lộn luôn, và cái lót bên trong thì cái màu da lộn nó hơi trầm nha anh chị, nó hơi đậm ha. Rồi, hàng được made in Italy luôn anh chơi, hàng rất là cao cấp, nhưng mà nó có độ cũ, với lại là nó là da trăng thật á anh chị. Có nhiều khi có nhiều chị thì không có chịu cái chất da này, nhưng mà nếu mà mình đã xài phong thủy rồi này kia thì mình cũng có nên sưu tầm thêm một cái da trăng. Và nếu mà mình để ý á, thì cái da trăng mà người ta có nhũ, ánh nhũ như vậy nó hơi ít gặp, khá là ít gặp á. Rồi để em đo kích thước nha. Đó mình xách như vậy đó, bên này mình đựng khoảng 2 bộ đồ anh chị. Size ngang đáy là được 43, ngang miệng là 32, cao lên là 22 và độ dày của nó là 15 cm. Chốt giùm em mã là B51. Cái này em sale cho mình với giá là 550. Đang bán 7-800 gì lận. B51 giá 550. Hôm nay là túi nữ là em sale dữ lắm, nhiều luôn anh chị nào mà đang săn hàng sale hôm nay là rất là nhiều mã sale luôn. Đây, Renoma, cái này còn túi vải nha anh chị, cái này rất là mới và form dáng nó cực kỳ độc lạ luôn. Còn túi vải nha, đây cái này đâu phải dễ gặp đâu anh chị. Đó, nó bằng da nha anh chị ơi, hàng hiệu của Renoma. Xuất sắc.
đẹp quá, mình xách như vậy rất là đẹp. Nhưng mà cái túi này thì nó có dây đeo nha, nhưng mà mình xách như vậy là siêu đẹp luôn, nó không có đụng hàng đâu. Túi V-Form quá đẹp. Size ngang là được 30 nè, cao lên là 20, độ dày là 5 cm. Cái tem Renoma đây anh chị. Chị nào mà có sưu tầm, mình có thể sưu tầm những cái kiểu dáng của Renoma này, nó cũng cũng khá là nhiều kiểu à. Rồi, cái này thì còn cả tem luôn. Đây, cái tem sổ của nó đây ha. Bên trong thì người ta không có khóa kéo miệng mà nó vậy thôi. Rồi người ta gài cái này qua. Thì cái đồ nào kín kín á, thì các chị mình để vô trong ngăn nhỏ này. Có cái tem là Renoma Paris và được made in răng luôn. Miếng da bên dưới kìa, rất là đẹp nha. Cái này người ta thiết kế vậy nha anh chị ha. Ta không có lót vải bên trong mà ta để nguyên cái sớ da như vậy. Dây này thì mình đeo chéo nè. Chị nào thích thì đeo chéo, không thích thì mình cất vô, mình xách tay cũng quá đẹp. Rồi, ở trên từng cái khoen người ta đều dập Renoma và made in răng ở trên cái dây tăng đưa này luôn nè. Đẹp dữ lắm anh chị. Còn túi vải luôn. Rồi, túi này chị nào thích thì mình chốt giùm em mã số của nó là B50, em bán cho mình với giá là 1850. B50 hàng hiếm 1850. Quá đẹp, cái dáng này kiếm cái thứ hai cũng hơi bị khó đó anh chị. Renoma ha. Và riêng đối với Renoma anh chị không có sợ hàng không chính hãng đâu, cái này người ta không có hàng phát đó anh chị. Rồi, tiếp tục nè. Cái này là Ninarissi. Ninarissi, em nhớ hình như em có một cái Ninarissi siêu phẩm mới về. Để em coi nha. Cái này thì cũng đẹp nhưng mà nó chưa phải là siêu phẩm. Cái này thì dạng như mình mua xài vài trăm ngàn nè. Hàng Ninarissi nha. Đó, cái bản này là bản xách tay như vậy nha anh chị ơi. Size ngang đáy của nó sẽ được là 30, cao lên là 20, độ dày là được 11 cm. Cái này là canvas này phối với da. Còn cái charm Ninarissi nè, đây là thương hiệu của Pháp nha anh chị. Độ mới góc cạnh còn rất là cao ha. Bên trong là người ta lót da thật luôn. Bên trong lót da thật Ninarissi. Để trong mấy coi trong mấy cái ngăn nhỏ coi. Mấy ngăn nhỏ thì cũng giống như những cái túi kia, nó sẽ lót phun sơn. Và nó có hơi dính dính nha anh chị, mấy cái ngăn nhỏ đó. Còn cái ngăn lớn thì người ta lót da cho nên ok ha. Rồi, kích thước thì em đo chưa ta? Kích thước thì đo rồi, dáng này mình xách tay công sở rất là ok luôn. Em bán giá tốt cho mình luôn với giá là 680 ngàn. Mã là B47. Độ bới bên ngoài rất là cao, góc cạnh còn đẹp lắm. Mẫu này thì cái dáng nó công sở. Rồi, thường thì cái mẫu công sở mà size lỡ lỡ như vậy thì giá nó sẽ rẻ hơn so với cái túi mà mình đeo chéo. Rồi tiếp tục. Renoma em còn cái bản này nè, bởi vậy mới nói là Renoma chị nào mà mình sưu tầm á, được nhiều thứ để sưu tầm lắm. Túi này nó bự nha, chị nào hơi lớn con chắc mình xài ok. Đeo vai nha anh chị, bằng da thật, thương hiệu Renoma. Size ngang á là được 24 nè, ngang đáy là được 28, cao lên là 34 luôn. Dây này mình xách tay hoặc đeo vai. Cái form túi nó rất là chất, góc cạnh có sờn nha, nó không mới bằng cái hồi nãy nha anh chị. Rồi đây, miếng test da đây. Rồi cái này thì mình muốn muốn thích á, thì mình quải kiểu này, không á, thì mình mở nó ra. Cái mình quải như một cái túi tót như vậy. Nó sẽ như một cái túi tót bự như vậy. Đó, mình có hai kiểu xài anh chị nha. Mẫu này thì không có dây đeo nha, chứ không phải là mất dây đâu. Bên trong á, thì người ta sẽ lót vải dập hiệu hãng nè, có tag Renoma Paris ngay đây. Lót vải còn mới lắm anh chị. Độ mới rất là cao ha. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 690. 690 ngàn, mã là B43. B43, 690 ngàn. Độ mới cao. Và cái dòng này nó to, mình đựng được giấy A4 đi làm công sở nha. Bằng da thật hàng hiệu của Renoma. Tiếp tục, em có một cái túi này. Túi này bằng nhựa, giá rẻ nè. Bên trong lót vải nha anh chị. Hàng này made in China. Đây, cái này bằng nhựa. Ở bên trong nè anh chị, nó như vậy nha. Để em gài cái dây này lại. Đó, khi mà mình xài thì nó như vậy. Cái này là em không có để phơm ha. Rồi mình có thể xách như vậy hoặc là mình có dây đeo nha. Cái này bằng nhựa chứ không phải bằng da nha anh chị. Màu xanh dương, có đinh tán đồ này kia, kiểu nó cũng mình lau chùi sạch sẽ là ok. Cái này dính bụi anh chị. Size ngang là được 34, là em đo hai cái viền này luôn nha. Cao lên là được 20. Cái này em bán cho mình với giá là 220. 220, chốt giùm em mã là B42. Giá là 220 ngàn. Mã B42 giùm em ha. B42. Tiếp tục. Một cái túi này. Túi trống. Sale luôn cho anh chị, túi này rất là đẹp. Trống nha, màu xanh phối với lại màu da bò, đẹp lắm.
cái màu xanh này là canvas nha, không phải da thật nha, nhưng mà nó rất là xịn chứ nó không có phải dễ bị hư dễ bị nổ gì đâu anh chị, nhìn nó y chang da thật luôn. Còn cái phần này là da mộc rồi. Size ngang của nó được là 31 nè, cao lên là 20, độ dày là 17 cm. Mẫu này thì có móc, có chỗ móc dây nhưng mà mất cái dây rồi. Đây, độ mới siêu cao, hàng hiệu Onga, hiệu này của Pháp anh chị đó, từng cái khoen khóa người ta dập hiệu hết luôn, rất là đẹp nha. Mẫu này mình đựng được khoảng 3 bộ đồ. Ở trong thì người ta lót vải nha, có cái tem hiệu ngay đây. Cái này đang bán 880.000 và khuyến mãi nhanh cho anh chị với giá là 680.000 luôn. Hôm nay hàng siêu rẻ anh chị nha, 680. Mã B40. Hôm nay là túi nữ là em bán sale, cực kỳ sale luôn. Cho các chị mình chốt vui vui hôm nay ha. Rồi, tiếp tục cái túi lông. Lông phối với lại da. Túi này cái form nó như vậy. Lông thật nha, da mộc thật nha, bên sau thì là da bò phủ bóng. Độ mới thì không quá cao đâu anh chị nhưng mà nó chất. Hai cái miếng da này gì đâu mà nó dày quá chừng, nó như miếng gỗ luôn á, nhưng mà nó là da đó anh chị. Size là 29 nè, nhân với lại 23. Đó, dày lắm. Khoen khóa đây, khoen khóa dập hiệu hết luôn, có khóa có miệng. Cái này bên trong có hiệu nè anh chị, hàng có hiệu nha. Hiệu của nó là hiệu Antonio Spaghi, made in Italy. Có mã code gì tùm lum hết chưa. Rồi, để em coi cái này giá bao nhiêu em sale cho anh chị luôn. Cái đó hàng mới về luôn đó anh chị, chứ không phải là hàng dởm đâu nha. Cái này em đang bán với giá là 580 và sale cho anh chị với giá là 480.000, mã số là B39. Anh chị, các chị mình mua hàng hôm nay là không có thiệt gì hết, mình thích thì mình cứ chốt thôi. Giá siêu rẻ, mã là B39, giá là 480.000. Giá đẹp anh chị. Rồi, tiếp tục. Để coi có siêu phẩm gì mới về. À chưa. Cái túi này em sale luôn nè anh chị. Túi da đan này đang sale 480 hả. Trời, nó đẹp dữ lắm. Cô nào bữa giờ đang thích cái này chốt giùm em đi. Rất là đẹp nha, độ mới siêu cao luôn. Nhưng mà điều nó lớn tuổi, tại vì cái form của nó là cái form cớp á, nó hơi cứng tuổi nha. Size ngang nó là được 29 nè, cao lên là 19. Độ dày của nó sẽ được là 8 cm. Da bò, quai cũng là da bò. Cái khoen chỗ này nó hơi kiểu mù nhẹ thôi, mình về mình lau cái là bóng hới lên liền. Lót là lót vải luôn. Rồi, 480.000, chốt giùm em mã là B41. B41 giá là 480 nha anh chị. Mã B41 408, rất là rẻ và rất là đẹp cho cái túi này. Nên chốt. Túi Nina Rixi đeo chéo. Nina Rixi đeo chéo này nó giống cái túi nãy đó anh chị. Chị nào mua cái kia chốt luôn cái này nè. Hai cái này nó là một cặp đó. Rồi, cái này ha. Cái này form đeo chéo hoặc là đeo vai. Size ngang của nó sẽ được là 22 nè, nhân với lại 16. Cái này nó cũng là cái lót bên trong là lót da thật nha. Còn mấy cái ngăn nhỏ này người ta phun sơn, thì mình đừng có xài mấy ngăn nhỏ, mình xài ngăn chính này thôi anh chị nha, không quan tâm tới mấy cái ngăn nhỏ kia. Rồi, cái này em cũng bán cho mình với giá là 680 luôn nha. Hai cái, mỗi cái đều 680 hết. Chốt giùm em mã là B38. B38 giá 680 cho cái túi đeo chéo này. B38 680.000. Hàng xịn không đó anh chị. Mấy hiệu này là hiệu rất là vintage cổ điển của Pháp. Nói tới Nina Rixi thì để em kiếm coi còn một cái Nina Rixi siêu phẩm mới về có hộp luôn. Đây. Nó đây. Rất là đẹp nha, còn hộp bả này mua tặng được. Và dĩ nhiên giá nó sẽ cao hơn hai cái kia ha. Đây, còn cái hộp của Nina Rixi, cái hộp thì nó hơi xấu tại người ta vận chuyển á, ta để băng keo rồi đó. Đây nè. Mã của nó đây. Rồi, hộp xịn của nó luôn nha anh chị. Rồi sản phẩm bên trong nó sẽ còn túi vải luôn, còn dust bag như vậy luôn nè. Xuất sắc. Này như là trên store mới ra luôn. Quá đẹp. Form này form công sở, các chị mình mua tặng thì mua cái này. Về giá trị nó rất là cao nha, Nina Rixi. Bên trong người ta lót vải nha. Để em đưa cái bên trong trước em dùng form vô. Quá đẹp. Nina Rixi của Pháp nha anh chị. Đẹp xuất sắc. Bên trong lót, cái này chưa có xài nha anh chị ơi. Hàng đồ mới còn rất là cao, còn hộp, còn túi đồ tùm lum hết rồi. Chưa có qua sử dụng ha. Dường như hàng trưng bày. Form này là form công sở xách tay, siêu sang. Các chị mình đi làm công sở là đừng nên bỏ qua.
Quá trời xuất sắc. Đó, sách như vậy nha, cũng là canvas phối với lại da. Đó, mẫu sách như vậy hoặc là mình đeo vai ngắn ngắn cũng được luôn. Quá mới, quá đẹp luôn. Size ngang của nó sẽ được có là 31 nè, ngang đáy là được 35. Cao lên là 24, độ dày của nó là 12 cm. Khoan khóa đây. Nina Rixi dập hiệu hết nha, cái phần da này chị không có tì vết, không có điểm trừ luôn. Quá đẹp. Máy này là mình rất là khó mua và mua hàng mới giá nó cực kỳ cao nha anh chị. Đồ thời trang mà mấy cái thương hiệu lớn lớn như mình nó bán giá cao lắm. Rồi, mà tính ra tiền Việt mình là tiền chục triệu là bình thường anh chị nha. Rồi cái túi này em giao hàng cho mình là y chang như vậy ha, còn hộp còn sổ tùm lum cho vậy đó nha. Rồi, chốt giùm em mã là B37, giá của nó sẽ là 1750. Hàng cao cấp thì giá nó phải là tiền triệu anh chị ha. B37 giá là 1750 cho cái túi này, còn full hộp nha. Quá đẹp. Hiếm lắm. Hàng hiếm, hàng hiếm. Rồi, tiếp tục. Cái túi này đẹp nữa nè. Túi này là đĩa, hàng cũng mới về anh chị. Túi này thì em đang làm chương trình khuyến mãi ngày 8 tháng 3. À, em đang bán cái túi này với giá là 1 triệu 2 và em khuyến mãi nhanh hôm nay còn 1 triệu anh chị nha. Cái màu nó y hình luôn. Và cái form này á, là form xách tay như vậy dành cho các chị các cô mình xách, nó có duyên lắm, dễ thương lắm. À, mẫu này thì là bằng da đà điểu nha. Rồi, kích thước của nó sẽ được đó là 38 nè, ngang đáy là được 30, cao lên là 17, độ dày là 12 cm. Nút đây. Rồi, bên trong á, thì là lót vải nhung nha anh chị nha. Không có gì để chơi hết, độ mới còn rất là mới cho một cái túi da đà điểu ha. Góc cạnh này, đáy có đinh luôn bên sau. Rất là đẹp nha anh chị, em đang sale còn 1 triệu cho hôm nay ha. Mã là B46, 1 triệu tròn. Da đà điểu là da độc lạ đó anh chị. Giá cao lắm nha. Mình mua hàng si mới có mấy giá 1 triệu, 1 triệu mấy, 2 triệu mấy đồ thôi. B46 giá 1 triệu. Rồi, Nina Rixi còn mẫu này nữa anh chị ơi. Đợt này được nhiều Nina Rixi nha. Đây, Nina Rixi, mẫu này là form đeo chéo, canvas phối với lại da. Mẫu này thì độ mới khoảng cỡ 80%, không rách lỗi nhưng mà không có mới ken được. 27 nè, nhân với lại 23. Mà đa số Nina Rixi thì mình sẽ gặp được cái độ mới cỡ này. Còn cái còn full hộp đó là thi thoảng dữ lắm, lâu mới có được anh chị, không phải là hàng hay gặp. Ở trong lót da, Nina Rixi Paris và túi này được made in Italy. Đó, form này form đeo chéo nha, dây tăng chỉnh thoải mái luôn. Khoen khóa dập hiệu hết luôn, nhưng mà không có mới ken nha, cũng không có cũ xì đâu. Đang sale có 408 thôi anh chị ơi. Giá sale xuất ba ga luôn. B46, B36 nha, 480.000. B36 480. Em còn một cái túi đà điểu đang sale ngày 8 tháng 3 nữa nè. Túi đà điểu này thì giá 1 triệu 3 và em sale 380.000, còn 920.000. Giá không tưởng luôn. Đó, lâu lâu mình gặp mình thích thì mình chốt vui anh chị ha. Form công sở da đà điểu màu nâu, size 29 nè, nhân với lại 21, nhân với lại 12. Form công sở nha anh chị, độ mới rất là cao, góc cạnh sờn siêu ít luôn. Đó, đáy cũng là da đà điểu luôn nha. Form nó form hộp như vậy, khóa IKK. Khoen khóa thì còn sáng trưng luôn ha. Đây, bên trong á, thì là người ta sẽ lót nhung. À, đang bán 1 triệu 3 và em giảm ngay 380 ngàn còn 920 ngàn nếu mà anh chị chốt cái túi này trong ngày hôm nay ngày 8 tháng 3 anh chị nha. Rồi, cái này là còn 920 ngàn cho hôm nay. Giá vừa bán vừa tặng anh chị ha. Rồi, tiếp tục. Cái túi lon cham mà anh chị hỏi em quá chừng nè, cái mẫu này đó thì em định video sau mới giới thiệu, nhưng mà sẵn đây em giới thiệu luôn. Cái này á, là cái hàng xuất chứ không phải là hàng không phải là hàng si nha anh chị nha. Cái này em định là sẽ anh chị đặt thì em sẽ lấy số lượng ha, nhưng mà nó sẽ được made in China chứ nó không phải là made in răng. Cái hiệu là Longchamp thôi, hiệu này thì không xa lạ đối với hàng si của mình, nhưng mà cái mẫu này là cái mẫu mới và riêng cái bản này là cái bản được made in China ha. Chị nào mình muốn mua tặng hay là mình muốn xài hàng hiện đại đó thì mình có thể xem thử mấy cái mẫu này. Đấy, Longchamp ha. Mấy này là em lấy mẫu thử thôi, nó đẹp á thì anh chị thích thì em mới lấy nhiều ha. Mẫu này em chỉ có một cái thử mẫu thôi à. Không biết là anh chị có thích không, tại vì giá nó cũng cao chứ không phải thấp. Mình có muốn mua tặng bạn bè gì mà trẻ trẻ đó thì mình lấy cái này nha. Đây.
Khi mà cầm cái túi trên tay thì về cái độ đẹp á, thì nó cũng rất là đẹp nha anh chị, nhưng mà nó không phải da thật. Đó, lưu ý nha, cái này là da tổng hợp, không phải da thật, nhưng mà dạng tổng hợp cao cấp và làm cái túi rất là đẹp luôn. Và nó có cái tem là Made in China nha anh chị. Có hộp, có sổ, có thẻ đồ mình đàng hoàng hết luôn. Mẫu này thì em thấy ở trên web của Longchamp người ta bán mắc lắm, nhưng mà dĩ nhiên đó là những cái sản phẩm hàng da thật. Còn cái này là da tổng hợp anh chị nha. Rồi, cao lên nó là được 17 nè. Bề ngang của nó sẽ được có là 15, độ dày của nó là 8 cm. Cũng có tem Longchamp đồ này kia luôn ha. Mà lưu ý em báo nè, cái này không phải là hàng si. Đó, và nó được made in China, và nó là da tổng hợp cao cấp nha. Hàng này là người ta thường hay giới thiệu là hàng xuất đó anh chị. Nhưng mà cái này là người ta made in China chứ không phải là hàng made in Việt Nam luôn nữa. Nó có cái tem bên chỗ này nè, cái tem này là cái tem da thật duy nhất trong cái túi này, còn lại nó là da tổng hợp cao cấp ha. Rồi, chị nào thích cái túi này, mẫu này á, thì em về mẫu có một cái ha, các chị thích thì mình chốt cái này ha, tại em thấy giá nó cũng cao cho nên là em không có dám lấy nhiều. Và khi mình cầm trên tay mình thấy có độ đẹp thôi, chứ còn về da thì thường là em thích da thật hơn, cho nên cái này nó da tổng hợp. Chị nào mà mình thích dáng này mà mình chấp nhận cái da tổng hợp và chấp nhận cái chữ Made in China thì mình chốt giùm em nha. Em bán cho mình với giá là 850, 850, chốt giùm em mã là B32. Lưu ý cái này là hàng mới nha anh chị. Mình mua tặng đồ này kia ok, nó vẫn rất là đẹp thời trang ha. Nhưng mà nó hàng mới không phải hàng si nha. Rồi, cái một B32. Giá là 850 cho này. Một cái duy nhất. Em cố gắng săn cái nào mà giá nó rẻ, nó đẹp, hàng xịn xịn đó thì em mới lấy nhiều ha, còn không thì em không có lấy nhiều. Rồi, siêu phẩm nè. Siêu phẩm hàng si nha. Bờm ngựa anh chị ơi, bờm ngựa nè. Trời ơi cái khoen quá đẹp luôn. Bờm ngựa phối với lại da bò. Ở bên trong có hiệu luôn. Ghi chữ là vít gì? Vivayu. Đó. Bên trong là lót nhung nha anh chị, lót vải nhung đẹp quá, có chứng nhận GRA. Chứng nhận GRA là cái hiệp hội chứng nhận da xịn của Nhật các anh chị, tức là những cái sản phẩm da độc lạ thì thường mình sẽ gặp cái chứng nhận GRA này, người ta chứng nhận nó đạt chuẩn rồi thì người ta mới xuất xưởng nha. Cái này độ mới rất là cao, mua tặng được nè anh chị, đẹp quá. Form dáng cũng quá đẹp luôn, size ngang của nó sẽ được là 23, cao lên là được 20. Cái túi này giá tốt nè, 1450 cho cái túi này, mã là B 45, B45, giá là 1450 anh chị. Quá đẹp và giá này rất giá tốt anh chị, cái bờm này giá tốt nè. Tiếp theo. Này gì? Cái này là một cái túi da bò của Ý, dập vân, cá sấu. Đẹp nha, màu nâu, nâu đậm. Đây. Mấy hôm nay khách hỏi em ví da nam á, nhiều lắm. Mà hàng si á, thì gần đây nó không có hàng đẹp á anh chị. Cái em cũng định là sẽ đặt mai Việt Nam á anh chị, đặt mai. Cái em thấy cái mẫu đẹp quá, cái em hỏi cái anh đó coi là cái đó mai mẫu cho em bao nhiêu. Thì anh báo giá 1 triệu 9 lần anh chị ơi. Tức là nó mắc lắm cho nên là em cũng chưa có ví nha. Chưa có ví đẹp cho nam. Giờ mình cứ săn hàng si từ từ, hàng về tới đâu em giới thiệu tới đó ha. Rồi, cái này còn ổ khóa này, còn chìa khóa bằng da bò, dập vân, cá sấu. Mẫu này là phơm hến nha anh chị. Phơm hến này mình đi công sở là Vivu, hoặc là mình đựng được khoảng 2 bộ đồ. Hàng hiệu Made in Italy, bên trong là lót da. Mẫu này thì chỉ xách thôi, không có dây đeo. Độ mới rất là cao anh chị nha, độ mới 89-90%. Size ngang là 35, cao lên là 26. Góc cạnh nè, có sần nhẹ, rất nhẹ, một vài cái điểm rất là nhẹ luôn. Còn lại độ mới siêu cao, quá đẹp. Made in Italy luôn nha anh chị. Chốt giùm em cái này mã là B31, em bán cho mình với giá là 750. B31 giá là 750 cho cái túi này. Rồi. Tiếp tục luôn. Tiếp tục là em có cái này gì? Cái này là mới về luôn nè, rồi siêu phẩm nữa nè. Xuất sắc. Cái này là dây chập đôi nha. Cái này là khi người ta gửi hàng từ bên Nhật á, có những cái nơi á mà người ta kỹ, người ta quấn cái quai về nè anh chị. Rồi, đây, cái này là một cái túi da bò rất là vintage luôn ha, hàng rất là đẹp, quá xinh xắn luôn. Cái này là dây chập đôi nha, mình có thể đeo như vậy hoặc là mình tăng đuôi dài để mình đeo vai. Size ngang á là được 25,
cao lên là được 20 nha anh chị. Khoen khóa là vin quá trời vin luôn, hàng có hiệu nha, độ mới rất là cao. Ở bên trong thì có cái tem, cái túi này là cái túi zin của nó luôn đó, túi này là dust bag của nó luôn nha anh chị, đúng cái hiệu của nó là hiệu này nè, tai gì đó Barcelona ha, tại vì ở trong này nó nhỏ quá thì khó, các anh chị khó thấy thì em đưa cái đó mình dễ đọc. Rồi made in Spain nha, sản xuất tại Tây Ban Nha, bên trong là lót da lộn luôn, trời ơi, xuất sắc vậy, lót da lộn luôn chị, rất là mới, không có gì để chê. Có một ngăn khóa kéo nhỏ nè, đựng đồ kính kính trong đây, trong ngăn khóa kéo nhỏ thì người ta lót vải, quá đẹp rồi anh chị ơi, xuất sắc lắm nha. Độ mới này phải chín mấy phần trăm, và da nè chất lừ luôn ha, góc cạnh đẹp luôn. Thì dĩ nhiên một vài cái vết như vậy mình không tránh khỏi rồi, tại hàng si mà, nhưng mà như vậy là quá mới rồi anh chị, và hàng xịn nè, đẹp lắm. Trời, cái khoen nè đẹp quá chừng rồi. Cái này kích thước em đo chưa ta, size ngang là được 25, cao lên là được 20, mã của nó sẽ là B1, giá là 1550, mã B1 giá 1550 cho cái túi này, B1 bằng da anh chị, đồ mới cao lắm, còn túi vải luôn, quá đẹp, 1550. Rồi em coi còn gì cho video này nữa không. Rồi em tạm ốp cái video này đi anh chị ơi, để em khui hàng tiếp ha. Nếu mà kịp thì em sẽ lên video tiếp tục, còn không kịp thì ngày mai anh chị nha. Đơn áo mà anh chị chốt á, thì em đang chốt từ từ ha, để em gửi đơn, gửi bill qua để em chốt đơn với mình ha, và xong xong đó anh chị cứ xem túi và mình chốt thêm anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.